Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng trình bày lời giải cho bài tập 8.43, trang 67, sách giáo khoa toán 6 tập 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài cho chúng ta như sau, cho hình 8.57. Đây chính là hình ảnh mà đề bài đã cho sẵn chúng ta rồi đúng không ạ? A nhỏ kể tên các tia có trong hình bên. Trong đó hai tia nào là hai tia đối nhau? B nhỏ kể tên các góc vuông, góc bẹt có trong hình 8.57. Và C nhỏ là nếu điểm B nằm trong góc XOZ thì góc XOB là góc tù hay góc nhọn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát và đi kể các góc hoặc các tia mà đề bài yêu cầu được không ạ? Với ý A này, bài toán hỏi chúng ta là kể tên các tia có trong hình vẽ bên. Thế thì cô thấy ngay các tia có trong hình vẽ đó chính là tia OX này, tia OZ và tia OI đúng không ạ? Vậy cô có 3 tia tất cả. Các tia là tia OX này, tia OI và tia OZ. Đó. Trong đó hai tia nào là hai tia đối nhau? Thì chúng ta thấy được ngay có hai tia đối nhau chính là tia OX và tia OI ở đây đúng không ạ? Đó, chúng chung gốc và tạo thành một đường thẳng. Cô có hai tia đối nhau. Là tia OX và tia OI. Ý B, kể tên các góc vuông, góc bẹt có trong hình 8.57. Thì các em có thể quan sát ở đây cô có một ký hiệu hình vuông nhỏ nhỏ ở đây đúng không ạ? Thì chúng ta hiểu cho cô đây chính là ký hiệu góc vuông. Thế thì ở đây cô sẽ có góc vuông, đấy chính là góc IOZ và góc XOZ. Cô có các góc vuông là góc IOZ và góc XOZ. Đấy, bởi vì căn cứ vào ký hiệu góc vuông ở đây đúng không ạ? Và góc bẹt thì chúng ta có ngay, đấy chính là góc tạo bởi hai tia đối nhau, chính là góc XOY. Góc bẹt là OI. Đó, và ý C, nếu điểm B nằm trong góc IOZ, vậy bây giờ cô sẽ lấy một điểm B bất kỳ nhá. Cô có điểm B ở đây. Đấy. Thì góc XOB là góc tù hay góc nhọn, vậy cô sẽ cần phải nối tia OB vào với nhau, tạo thành tia hai điểm O và B để tạo thành tia OB. Đấy, thì chúng ta thấy ngay lúc này góc XOB của cô là cả cái góc này đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta thấy được rằng là góc XOB nó đã lớn hơn hẳn góc XOZ rồi. Mà góc XOZ thì là góc 90 độ, góc vuông. Nên điều này đồng nghĩa với việc là góc XOB nó lớn hơn 90 độ thì nó phải là góc tù đúng không ạ? Đây, góc XOB lớn hơn góc XOZ nên góc XOB phải là góc tù. Cô có này, góc XOB là góc tù vì là nó hơn 90 độ, lớn hơn 90 độ đúng không ạ? Rồi, vậy là cô và các em đã hoàn thành xong lời giải cho bài tập 8.43 rồi. Các em có thể truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.